Không có sao mà. Tóm lại là ưu tiên cho bạn chọn hàng hot đấy. Chọn nếu, hàng nếu mà không ăn thảo thì nên là đi với người màu. Thì Ngọc có một bầu luôn. Không, nếu mà cái câu chuyện của thằng Nam nó kể là về sau là sẽ có đứa nó chửi. Chửi bảo là hạn đêm ngủ của thằng vàng của nó bỏng đâu. Kinh. Không phải đâu, em bảo là Ngọc có bầu lên ở nhà nghỉ cho khỏe. Em cho nhà chăm sóc và có gì đâu, nhưng mà thiếu tôi lên dạy các chị đi nhận đâu nhá. Ôi giời, nó quá đẹp luôn đâu nữa. Cho anh nhiều nữa đi. Cho anh chờ sớm đấy. Là mình chủ chụp chụp đấy. Anh ở tí cực ra tí. Chụp anh nhân sự đi này, còn vấn đề sau về dân sự có vấn đề gì là còn có tiền. Chính sách chính xác thì không tốt. Đôi sau thì rõ hơn, đôi sau ôm nhau đi kìa. Rồi. Rồi, trông phở tóc. Ôi được. Không sao đâu.